mà một cú chí mạng gì chế. Nhưng tiền công ty thì mình cũng phải trả thôi chế à. Chế giày cưng á, ngát lắm. Giày mày cứ suốt ngày có tiền hoài hả? Tất cả bị bóp ơi, tất cả bị bóp ơi. Bóp ơi. Bóp ơi cái đầu mày. Xin lỗi đi kìa. Trường Giang nhập tụi mày hay sao vậy? Ở đây chỉ có tao với bà Bánh Bèo. Tụi mày đòi bảo vệ ai? Giao đưa hình Thiên. Start working like Miley. Oh yeah. Working like Miley. No more than like Miley. Start working like Miley. Trời ơi là trời. Cái gì mấy ba? Gàn quá ha. Hôm nay đa cấp vô tận sàn nguyệt tới 10 chào luôn đi nè. Đa cấp cái đầu quả. Chúng tôi là thu hồi nào nè. Sao đại ca? À trả gì đại ca? Chưa trả em. Mấy người kéo cả đống vô nhà tôi định làm gì hả? Bà cứ bình tĩnh đi, bà bán xà bông. Ai bán xà bông? Tôi, Ánh Dung. Bán dây thun nha. Dạ thưa chế, đó chỉ là cái nickname công ty em đặt thôi chế, cho chế thôi mà. Ồ, thế à? Giờ tiền bạc chế tính sao? Trời, chế nói rồi, qua Tết á, chế hốt hồi chế trả cho. Còn mấy cưng mà làm quá á, chế xù, khỏi trả luôn. Buộc chế phải trả trong hôm nay. Chế phải trả trong hôm nay. Vậy thì bắt chế đi, muốn làm gì cũng được. Mỗi 3.000 của mấy người nè, lấy về đi. Trời, bà cứng đầu ghê. Phải dùng tuyệt chiêu tôi cuối thôi. Mấy em, lấy. Mấy người làm gì tôi hả? Để làm gì tôi hả? Trời ơi, bớt người ta, giết người. Trời ơi, bớt. Chế thấy sao chế? Công nhận mấy cưng đi đòi nợ mà đang đúng tâm lý con nợ ghê. Đúng rồi, công ty em nghiên cứu tâm sinh lý khách hàng kỹ lắm chế ạ. Trời ơi, biết chế thích bánh cuốn mà còn khuyến mãi thêm bánh chuối nữa. Chị thích. Thích lắm đúng không chế? Thích lắm đúng không? Đó mới chỉ là tụi nó thôi, còn em nữa nè. Lên. Xong thuốc quá, hết hứng rồi, khỏi trả luôn. Khỏi trả luôn. Giờ trả không? Tiền đâu trả? Trả không? Chứ có tiền. Chứ trả không? Không. Em quỳ. Em lạy chê. Cá. Chê ơi. Nhà em còn mẹ già em thôi. Cả năm nằm nồm vất vả chưa về thăm gia đình chứ à. Chỉ vì món nợ của chế. Vì món nợ của chế. Em đưa vô hát giải pháp. Có thể năm nay em không về sum họp gia đình được chế ơi. Em quỳ lạy chế. Mong chế thương tình trả cho em. Chế trả cho em chế ơi. Tội gì đâu. Chế cũng quỳ. Chế lại. Em ơi, chế đang mang trong mình món nợ 3.000 đô cùng với đôi môi bé bồng.
cho nên mùa xuân năm nay lượng trời cao mai đào vàng trên rẫy mà đẹp quê hương. Mùa xa dịu diện chắc tết năm nay chỉ sẽ không về. Tụi bay vui lắm hay sao mà tiền với tên giờ sao chê? Chỉ có tiền lấy trả. Trời ơi, mẹ dai kinh khủng. Mẹ ơi, em ơi, sân này coi không về rồi. Trời ơi, mày tụi em cũng về rồi. Và sau đây sẽ là phần rút thăm trúng thưởng. Bạn nào có 3 chữ số? 3 chữ số bắt đầu bằng số 3. Số tiếp theo cũng là số 3. Số cuối cùng là số 8. Các bạn nào đang giữ số thứ tự 338 không ạ? Mình nhanh chân lên sân khấu đi ạ. À. Số tiếp theo cũng bắt đầu bằng số 3. Hai số tiếp theo giống nhau. Đó là số 0, 300. Bạn nào mang số thứ tự 300 các bạn? Xin mời bạn mang số thứ tự số 5 bước lên sân khấu ạ. À. Trao giải contest dành cho nhân viên có kết quả xuất sắc nhất trong contest quý 4 năm 2015. Sau đây, xin mời các bạn có tên trong danh sách lại đọc sau đây sẽ bước lên sân khấu ạ. À. Bạn Nguyễn Thanh Chức, bạn Trương Ngọc Trung, bạn Bùi Thị Thu Thảo, bạn Trần Thị Thanh Thảo. Đây là 12 bạn xuất sắc đạt giải khuyến khích trong contest quý 4 năm 2015. Giải thưởng của các bạn sẽ là một bếp hồng ngoại Sanaki. Xin mời chị Yến ạ. À. Và sau đây tiếp tục Huy xin đọc tên những bạn giải 3. Xin mời bạn Lê Thị Cẩm Loan, bạn Quang Thanh Tuấn, bạn Nguyễn Thị Thanh Vinh, bạn Trương Thị Thúy Hằng, bạn Đoàn Thanh Loan, bạn Lê Tuấn Nga, bạn Trần Hồng Phúc và cuối cùng là bạn Nguyễn Hồng Yến Linh.
Xin mời các bạn có tên Huy vừa đọc bước lên sân khấu ạ. Cảm ơn anh Thảo ạ. Sau đây xin mời bạn Đoàn Thanh Loan và Trương Thị Thúy Hằng chúng ta cùng bước lên sân khấu ạ. Hai gương mặt này là hai gương mặt xuất sắc chúng ta đã đạt được giải nhì trong chương trình contest quý ạ. Và sau đây em xin mời bạn Trần Hồng Phúc và Lê Thị Tố Nga. Hai bạn này đã rất là xuất sắc đạt giải nhất trong chương trình contest quý. Sau đây em xin mời Mr. Suri có thể là lên sân khấu để trao giải cho các bạn ạ. Vâng, và cuối cùng là một giải rất đặc biệt. Tôi xin mời bạn Nguyễn Hồng Yến Linh. Xin mời Mr. Suri lên. Rồi, xin mời Mr. Machine lên trao giải. Trần Phạm Trường Giang, xin mời anh cùng lên sân khấu cùng với bạn ạ. Xin mời anh Trường Giang ạ. Và giải nhất, giải đặc biệt của mình sẽ là một chiếc iPad mini cùng với một bộ loa Bluetooth các bạn. Vâng, một lần nữa là xin chúc mừng các bạn đã thật sự nỗ lực và đem về cho mình những phần quà thật là hấp dẫn và có giá trị. Lại hy vọng rằng năm sau sẽ có thật nhiều gương mặt xuất sắc cùng lên sân khấu và nhận những phần quà thật là hấp dẫn hơn nữa ạ. Rồi nè, nãy giờ em mới thấy không khí của mình có sôi động chưa? Em thấy nó chưa có thật sự nóng mà nè. Các bạn có thấy nóng không các bạn ạ? Vâng, và bây giờ để đáp ứng mong muốn của các bạn thì ngay bây giờ, ngay tại sân khấu này, xin mời các bạn chiêm ngưỡng một tiết mục trình diễn của DJ Lick.